Hello các anh cần thủ, thì hôm nay em gửi đến các anh một lô đồ câu Nhật bãi ha. Tiếp theo sẽ có là phụ kiện nè, cần câu nè, cần tay, cần câu máy đều có. Hôm nay em có thêm một cái hộp này nữa, nó đặc biệt bên trong có gì thì lát nữa em sẽ lên nha. Rồi kèm theo đó là em sẽ có cái vợt cho mình nữa các anh. Đây cái vợt này, cái vợt này có thể vớt cá to, có cái lưới là lưới cao su là còn rất là tốt luôn nha. Lưới cao su này hoàn toàn còn rất là đẹp nhá. Rồi phụ kiện đồ câu thì có cước câu và kèm theo lưỡi săn hàng. Cần thì có cần câu tay, cần câu máy, cần câu lu và cần câu tra nha. Rồi thì giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi phụ kiện sẽ là 30.000. Còn về cần câu á, thì em sẽ lấy 40.000. Em đóng ống nước, ship có toàn quốc. Khi nhận hàng các anh được quyền kiểm tra hàng luôn nha. Anh nào đặt trên hai sản phẩm cần câu thì em sẽ hỗ trợ bao ship. Hoặc một sản phẩm em các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em bao ship cho mình. Rồi, các anh đặt hàng hoặc cần tư vấn á, thì cứ liên hệ số ở bên trên giúp em nha. Có ghi cái kỳ video này luôn. Đầu tiên thì em gửi đến các anh phụ kiện trước nha. Phụ kiện thì hôm nay em có là một cuộn một mã cước Toton nha. Những cái này là cước của bạn châu Âu hết các anh. Nó có tem chống dạ cho cuộn này nè. Ở đây thì nó có đường kính là 0.25. Đó, Toton Clo. Chịu tải của cước này là 6,2 kg nha. Chiều dài là 150m cho một cuộn nhé. Em bán ở đây em bán một mã hai cuộn cho mình luôn. Và nó có màu cước là màu trắng vàng nha. Trắng vàng. Dạng màu nước trong cũng được, nước đục thì cũng được luôn. Là cá nó khó phát hiện ha. Rồi, có thể dùng để câu tay hoặc câu máy nha. Em bán là với hai cuộn cho mình. Kiểu một tặng một á ha. Cho em mã số 1, giá bán là 119k. Mã số 1, 119k. A1 đi, can cho em mã A1 nhé, A1. Sang mã A2. Cước cá chép đen Whitcat nha, cũng chung hạng luôn. Đường kính cũng vậy là 0.25. Cái cước này thì nó chịu tải cao hơn một ít là 6,8 kg nha. Chiều dài là 150m trong một cuộn. Cước này thì nó sẽ là màu trắng đen nhé. Đây màu trắng đen các, màu trắng đen ha. Trắng đen nó cách tách rời. Rồi, cho em mã A2 giá bán là 119.000. Mã A2 119k. Sang mã A3 là cước cờ Mỹ các anh, cũng chung hạng luôn nha. Đường kính 0.35, chịu tải là 14,4 kg nha, 14,4 kg. Chiều dài là 150m. Đây, cước này thì nó màu đỏ nha các anh, màu đỏ nâu, đỏ đô á. Đấy. Siêu bền luôn các anh. Cước này thì có giá là 109.000. Mã A3 giá 109.000. Rồi sang mã A4, em có một cây luôn các anh. Cái này thì em chỉ ươm cái chiều dài của nó thôi và chưa sử dụng luôn nha các anh. Đó. Và cái này em bán rẻ cho mình. Cái này là cước số 5, chịu tải là 18 kg. Và đây, một cây luôn, nguyên một cây này thì nó em ươm tầm là 1.500 đến 2.000m á, cho một cây này nè các ha. Đấy. Nó có tổng cộng là 10 lô cước luôn á nha các anh, 10 lô cước luôn đó. Các anh có thể tách rời nó ra. Và nó có đi liền với nhau hết nha. Rồi, cho em mã A4 ạ. Giá em này sẽ là 99k. Đến từ nhà Toto cước con rùa nha. Đó. Mã A4 99.000. Thanh lý nha, còn số lượng thì có hạn thôi. Rồi sang mã A5 sẽ là lưỡi câu nha. A5 đi, lưỡi câu đi. Lưỡi câu này nè, là một dòng lưỡi PVLC để cho các anh về các anh săn hàng. Các anh có thể buộc đi câu cá lớn nha, săn hàng cá lớn, đánh bắt cá lớn. Câu tra, câu mè, câu chấm đồ ha, câu hô. Cước này, lưỡi này thì có thể câu biển được luôn nha, cá biển thoải mái. Sẽ có số 11, số 10, số 12. Số lượng thì mỗi hộp sẽ có là 30 chiếc nha. Chỉ riêng số 10 này là nó nhỏ, nó sẽ có 40 chiếc cho mình nha. Đấy, nói chung là nó lớn nhỏ khác nhau một tí thôi. Và em sẽ lấy số 11 cho các anh xem. Số 11 á, là chiều dài cái đốc này nè của nó là 4 ô ly vợ nha, 4 ô ly vợ. Còn phần này, phần rộng này á của cái miệng nó sẽ là 2 ô ly vợ nha. Số 10 thì ngắn hơn, còn số 12 sẽ dài hơn nó. Đây, nó có đuôi là đuôi tròn.
và nó cong ha, nó cong luôn, dễ đóng cá hơn và có ngạnh mũi nhọn nguyên hộp luôn nha. Và em bán cái mã vị này nè chỉ 99.000 thôi các ha, 10 hộp mấy trăm lượt. Rồi cho em mã A5 99k. Sang mã A6 là cước Daiwa Chetup, cước này chưa qua sử dụng nha, chưa qua sử dụng. Cước số 3, đường kính của nó là 0.285mm, chiều dài là 500m nha, các anh có 500m cho cuộn này. Daiwa hàng nhập khẩu nha, xuất xứ là Japan, Nhật Bản, hàng Made in Japan bên đằng sau. Chiều tải của cước số 3 này là 12LB các anh nha, nó khoảng là trên dưới 6kg. Đó. Các anh câu cá thực thì có thể tải hơn, 10kg ha. Rồi. Cho em mã A6 giá bán là 129.000. A6 nha, 129k. Rồi em sang A7 sẽ là cái vợt. Cái vợt này luôn nha, cái mặt vợt, cái cán tay cầm luôn này các. Đây, có dây luôn nha. Đó. Vợt này thì chất liệu là bằng nhôm nha các. Lạnh luôn, em chạm vào nó lạnh lắm các. Ha. Loại thuộc là dạng kim loại cho mình. Chiều dài của nó là 1m42 nha các. 142cm cho cái chiều dài này nè. Còn cái đường kính bên trong này, cái vợt á, to lắm. Này, đến đây là 60cm nha các. Còn ở bên này á thì nó khoảng 43, gần tầm 43cm. Và cái lưới của nó là lưới cao su, còn ngon lành luôn, không lỗi lầm nha. Đó. Cứng cáp tốt cho mình. Đấy. Cái này thì em bán với giá là 500.000 nha. Cho em mã số là A7 500.000, 500k cho cái vật này. Rồi sang em sang mã A8 nha. A8 em có cái hộp này nè các. Em tặng các anh cái hộp này về đựng cá luôn. Anh nào đi câu cá lóc, cá đồ mình đựng cá nha. Đó, hộp này là ngon lành luôn á các anh. Hộp này là hộp cái dạng nhựa mềm nha, nhựa cứng. Nhựa cứng thì nó cũng có xếp được luôn và có thể đựng nước được luôn nha các anh. Nói chung đã qua sử dụng, vai sắp thì thoải mái nè, rất là ngon lành luôn nha. Và cái dây kéo của nó, các anh về các anh lấy dây các anh buộc vào hoặc là mình thay đó, nó bị gãy cái phần khóa thôi, nhưng mà kéo được nha. Đó, lôi ra thoải mái luôn. Em bán là em bán cái này cho các anh nè. Này dây rất là dài luôn nha, dây này dây tốt luôn, hàng Nhật về đó các anh. Rồi còn cái này nè, các anh thấy cái này đấy, một cái neo cho các anh chơi. Các anh đi câu đi thuyền câu cá nha. Neo này thì trọng lượng là 1,5 kg. Đây là hàng nội địa Nhật Bản nha. Nó không phải là thép hay là sợi hay là thép carbon. Đi câu đi chơi thì nó hay rỉ. Còn cái này là nhôm gan luôn và không rỉ nha các anh. Gan thì các anh biết rồi. Gan thì không rỉ rồi. Chiều dài của nó là gần 30cm các anh nhá. Có 4 ngạnh cho các anh dùng đó, để cho nó móc vào cát ha, rất là ngon các. Có thể khóa lại luôn, có thể khóa lại ha, khóa lại luôn, vắt quá ngon. Ở đây nó hình như nó buộc sai hay sao đó các, đáng lẽ buộc trên đầu này các anh nhỉ. Nhưng mà dây thì rất là dài nha. Rồi cho em mã A bao nhiêu nhỉ, A6, A7, A8 các. Mã A8 giá bán là 300 cộng ship giúp em. A8 300k, một cái neo hàng Nhật Bản. Rồi sang A9, sang mã cần. Mã cần câu cho em mã nha, mã B đi. B1, một cái cần câu chất liệu đặc các. Em cho các anh xem nè. Cái góc của nó nè. Này đặc nè. Đấy. Siêu VIP luôn. Đây. Cái này mang đi câu hồ sâu mà câu biển đồ ngon lắm. Câu sông bạo lực ha, câu hồ sâu nè, câu biển nè. Đặt nha, đặt nha. Chất liệu của nó là sợi thủy tinh đó các anh, nó làm rộng cho cái ngọn. Này, cái này là nó dài 2m15 nha các. Ngọn của nó là 5.5 ly đó. Khoen của nó là khoen dạng khoen biển hết nè ha. Đó. Đây. Đầu bu nè các. To lắm các anh, đầu bu của nó là cái ngọn của nó nè là 5.5 ly nha. Còn trọng lượng là 473g. Màu cam đẹp luôn. Có cuốn chỉ đầy đủ. Ha, hàng này hàng Nhật Bản đã qua sử dụng các.
bát là bát kim loại, bát vặn nè ha. Đấy. Rồi. Độ cứng của nó là em sẽ ươm chừng là tầm 100 đến 200 nha các. Sẽ khoảng 100 đến 200. Càng đặc các. Rồi, cho em giá bán là 450 nha. Mã số B1 450k B1. Em sang B2. B2 là mẫu cần câu hay chi cho cánh câu bè, hoặc là mình câu đơn, câu đồng ruộng, ao hồ đều được. Ở đây thì nó có 3 ngọn luôn, cho các anh câu cảm giác muốn đi câu bè. Còn đi câu bình thường thì mình câu ngọn to nha, 3 ngọn đó các. Cái cần 2 khúc nha. Chiều dài của nó là khoảng 1m8 các. Khoảng 1m8. Có dàn khoen là khoen Fuji. Có những cái khoen thì nó đạo câu qua thì nó bám đắt lâu ngày thôi nha các nha. Đó. Hai cái ngọn đặc và cái ngọn to là ngọn rộng nha. Chất liệu là phíp Nhật các. Bát Fuji, khoen Fuji, tay cầm là gỗ. Hàng Nhật nha, có tem. Có nhãn dán. Cái cần này thì có ngọn là 1.3, 2.5 và 4.1. Trọng lượng tổng thể em cân là 306g nha. Các anh lấy hai cây ra là nó nhẹ. Rồi, giá bán là 450, mà B2 450.000. Sang B3 này em có một cây nhỏ gọn cho các anh đi câu ao, câu đầm, hoặc là mình câu câu suối, câu mương nha. Cây cần này là một cây cần nhỏ, có thể đi câu bè, câu tôm đều được. Chiều dài cần là 1m8, độ cứng 10 nha. Bạn Kodia xuất Nhật, đến từ thương hiệu Daiwa. Đó, góc nhỏ, nhẹ, dễ cầm. Chất liệu là phíp nha. Bát gập Fuji FS6, dàn khoen Fuji hết. Cái bát của nó các anh có thể gắn máy nhỏ đến máy 4.000 rồi, được rồi nha. Ngọn cần là nguyên cây ngọn sợi thủy tinh nha. Đây, ngọn này sợi thủy tinh. Độ cứng 10 cho các anh câu cảm giác. Câu đơn, câu ngâm ha. Chất liệu phíp. Cái này ngọn là 1.3, trọng lượng 95g, thu gọn là 68cm. Mã A3, B3 nha. B3 giá bán là 250. B3 250k. Em sang B4 là một mẫu cần câu lu. Cái này là loại cần lu rút. Các anh về có thể câu đơn, câu ngâm và câu lu và câu suối đều được nha. Rồi, cái này chất liệu carbon các anh nha. Các anh thấy tay cầm này rất là đẹp, cầm nó nhẹ tay nữa. Bát của cần là bát vặn ha. Ở đây có phủ carbon vô. Đó. Chiều dài cần 1m8, đến từ hãng Everyfield. Cái cần này độ cứng rơi khoảng chừng là L đến ML nha các anh. Đánh lu các anh. Dàn khoen của nó là dàn khoen hạng luôn ạ. Tổng cộng là có 2 lóng cho mình nhá. 2 lóng thôi. Nhỏ nhẹ. Có thể mang đi câu ngâm, đơn ngâm hoặc là câu lu cũng được. Đấy. 2 lóng nha, là tức có nghĩa là lóng dài. Ngọn là 1.9 ly, trọng lượng 100g. Mã A4 giá là 500. A4 500k. Sang A5 một cây cũng là đến từ Nhật Bản nè. A5 cây này là một cây Supernova dài 3m3. Cây cần này thì có bát là bát vặn ha. Chất liệu là carbon và cái phôi carbon cây này nó dày các. Cây này phôi dày. Dàn khuyên của cần sẽ là dàn khuyên hạng nha, đã qua sử dụng. Bên trên ngọn là có 4 khuyên chạy cho mình. Phôi carbon xoắn toàn thân à, màu còn khá là đẹp các, sáng đẹp ha. Đấy. Đẹp ha, màu còn đẹp. Độ cứng của nó rơi khoảng chừng là 20 các. 3m3, cứng 20. Có đường kính ngọn là 1.6 ly, trọng lượng 304g. Mã B5 giá là 480. B5 480k. Rồi sang B6 nha. Cần câu tay. Cần câu tay đến từ Nhật nè, có đi kèm một túi nè. Cái cần này dài 4m5k nha. Nó có túi bên trong nó bám mấy cái bột trắng này nè các. Chà bằng tay không ra đâu. Cái này là phải chà bằng cái nước tẩy sơn móng tay á các. Ha, mình xin vợ mình một ít là tẩy ra được. Có tem vàng nha. Cái cần này dài 4m5, tổng là có 5 lóng. Độ cứng là 3H.
khi các anh tẩy cái này ra rồi thì rất là đẹp luôn nha. Là kiểu nó như mới mới luôn á ha. Và ngọn cần nè, ngọn cần này dù đã được thay nè, và có ngọn là màu rêu luôn nha, ngọn đặc luôn á, màu rêu ha, nước sơn cần là màu rêu, bên dưới là xoắn hết. Bốn mét năm cứng 3H cho các anh về đánh đồ giết nha. Đường kính ngọn là 0.7, trọng lượng 111g, mã cần B6 nha, B6 giá là 590, mã B6 590.000. Em sang mã B7 là một cây cần câu tay Hirabuna nha, còn cần câu tay đơn đài dài là 5m4, tổng là có 5 lóng ha. Đế thì có đế kim loại và khoen buộc bảo hiểm, lỗ thoát nước thì đầy đủ luôn, thuộc bạn Kodia xuất thị trường Nhật nha. Một cây lóng dài câu đơn đài à, các anh mang đi tự nhiên dịch vụ đều được hết ha. Đó. Khoen sáng đẹp à, đầu sáng đẹp, ngọn sáng đẹp, phôi là carbon xoắn toàn thân nha. Chiều dài 5m4, độ cứng cần là 5H, da cần rất thẳng nha, thẳng tắp luôn và khá là nhẹ. Đường kính ngọn là 1.3, trọng lượng 166g ạ. Cho em mã B7 giá là 900.000, B7 900k. Sang B8 là mẫu cần Hirabuna dài 6m3 nha, cây này cũng là cứng 5H và da thẳng luôn, bạn Korea xuất thị trường Nhật nha. Đây, tay cầm được làm nhám cho mình, dễ cầm và không bị bay nổi đâu nha các anh, rất khó bay luôn á. Này trừ khi mình xước mình mới bị bay thôi, mình cầm vào không bị bay đâu ha. Sáu mét ba cứng 5H, về cầu đơn đài ha, cần này nhẹ tay dễ cầm, màu đỏ đô nha, đỏ đô nâu nâu quá các. Cây cần 6m3 này có 6 lóng nha. Đường kính ngọn cần là 1.3, trọng lượng là khoảng 220g nha. Rồi, cho em mã B8 giá là 1.050.000, B8 1050. Sang B9 là mẫu cần câu tay đáp khúc. Đó. Cái này có đi kèm một cái túi vải ha. Và cái này là một mẫu về cho các anh câu giải trí, câu rô giết. Đây, câu nghệ nhân ha. Chiều dài cái này là 5m4. 5m4 nha. Tay cầm cuốn chị, cuốn dây mây luôn. Ở đây mà còn bám đất nè, đất này đất Nhật về luôn. Cuốn dây mây rất đẹp nha. Màu sáng, phôi sẵn toàn thân. Đến từ thương hiệu Daiwa nha các anh. Có nắp chụp gỗ đi kèm. Những cây này cứng nhỏ nhẹ cho các anh về vừa câu vừa sưu tầm nhá. Có ngọn là ngọn đặc. Cây nào cũng là ngọn đặc hết. Đó. Nguyên bản nha. Đó. Ở đây là cái phôi sẵn của nó nè. À, phôi hoa văn nè. Còn cái lóng này là lóng thứ 3, thứ 4 gì đó. Nó sẽ có một nửa đen và bên dưới là sẽ là hoa văn nha. Nguyên vẹn hết á. Cần này có tổng cộng là 6 lóng nha. Cho các anh ráp khúc vào. Cần câu tay đắp khúc. Đường kính ngọn là 0.6 ly, trọng lượng 143g, độ cứng là khoảng 3H nha. Giá bán là 830. Mã A9 830k. Rồi sang mã A10. Cái này của Si nha các, của Si. Đó. Cái này thì có một cái tem đen tại đây. Chiều dài cần là 5m4, có đi kèm túi vải. Cái túi vải đó là nguyên vẹn của nó nha. Dài 5m4. Tay cầm được cuốn chỉ, cuốn dây mây đầy đủ. Phôi cần là phôi carbon giả văn trúc nha. Ở đây nó có làm mấy cái mắt trúc nè các. Đây mấy cái mắt trúc nè. Nắp chụp gỗ đi kèm. Vừa câu vừa sưu tầm nha. Cần đẹp, sáng, độ mới là cao. Độ mới là 90-95%. Cái này ngọn khá là to nha các. Đây ngọn của nó nè. Đấy. Ngọn của nó là nó gắn cái... kim loại đầu bu chống semi chống nổ,
không phải. Cái đầu bu xoay 360 độ ha các anh ha. Ở đây không phải bị lỗi đâu. Ở đây nè, nó cái này nó dài tới đây lận. Nó sơn đen lên đây nè. À, nó sơn đen lên đây. Ngọn là ngọn đặc ha. Nó cái ngọn của nó đây, ngọn đặc. Cái này hoa văn của nó là hoa văn ở trên cao luôn rồi, ở trên lóng thứ hai luôn rồi. Hoa văn nửa đen, nửa hoa văn của cành. Để em tí, cái này có nhiều lóng á. 6 lóng ha, 6 lóng. Đấy. Còn ngon lành luôn ha. Không bị lỗi, không bị dập gậy. Độ cứng của cần là khoảng 2.5 đến 3H nha. Đường kính ngọn cái này là cái này độ cứng 3H. Cái này ngọn 1.8 ly coi. Không phải 1.8 đâu. Để em xem. Này khoảng 0.5.6 thôi nha. Đo dưới đây là 0.5.6 nè. Đo trên này là 0.8. Rồi, trọng lượng là 168 g. Mã A10 giá là 1.850.000. A10 1850k. Em sang A11. Một cây cần Suzumi Nhật nha các anh. Chiều dài là 5m4, có tem vàng. Cây này còn sáng đẹp, độ mới là hơn 95% luôn đó. Có đi kèm một túi vải Suzumi nha, túi đẹp. Cần có tay cầm là cuốn chỉ hết. Đế là đế gỗ. Có nắp chụp gỗ đi kèm luôn ha. Cái này có tổng cộng là 6 lóng nha. Và cái bản Suzumi này lúc nào cũng là ngọn to hết các anh nha. Ngọn to. Ngọn nó to lắm. Bạn nào cũng vậy, là cái mẫu này là ngọn to nha. Nè, cái gốc của nó đã to rồi các. Cái gốc ngọn nè, to ha. Độ cứng thì cũng phải 3 trở lên nha. Này độ cứng cũng phải 3H trở lên. Đấy. Rồi. Căn này thì có giá bán là 1.500.000 nha các, 1.500.000. Trọng lượng của cần là 165 g nhé. Giá bán là 1.500.000 cho em mã B11, 1.500.000. Em sang B12. Là một cái cần câu rất là độc lạ đây. Cái này các anh dùng mấy ngang nha. Đây là một dòng cần dạng câu Heichi và câu dít nha. Có đi kèm một túi vải. Đây. Một cây có chiều dài là 1m8 nha, 1m8. Nó có in những cái chữ tiếng Anh ở đây các. Thương hiệu thì nó lạ lạ tí, nhưng mà hàng này là có một cái bát gập đời cao nha, Fuji Stainless LS6 Japan. Ở đây có tay cò cán súng, tay cò súng rất là đẹp nha các. Bát Fuji nè, cái chữ Fuji nè. Đế là đế gỗ mà, đẹp, phôi carbon. Và khoen của cần là Fuji luôn nha. Đây, khoen Fuji. Sứ đá thì được mài tròn hết. Còn khá là đẹp đó các. Đầu bu Fuji loại sứ xích nè. Đây, đây sứ xích đắt tiền nha. Bo semi chống nổ chích keo luôn. Đấy, này 1m8 nha. Em cho độ cứng nó khoảng 30-40 nha. Nó đai rất là thẳng nha. Đai thẳng lắm nha. Cực kỳ thẳng luôn. Rồi, đường kính ngọn là 1.4, trọng lượng 156 g. Cây này là mã B13, giá là 730.000. B13, 730. Rồi, sang B14 là một mẫu cần câu trúc tự làm ha, tự chế, tự độ luôn. Cây này là dài bao nhiêu em quên rồi, nãy em đo là 2m. Từ từ, lát nữa em đo sâu ha các anh ha. Cây này là một cây cán trúc. Ngọn là ngọn đặc nha. Đây là ngọn sợi thủy tinh. Tự làm nha, tự đổ. Bắt gặp Fuji FS7 nè. Và nó có khoen nha các anh. Đặc biệt là cái khoen của nó là khoen tốt. Ở đây là nó làm cái kim loại để cho cắm cần rất là chắc chắn luôn. Ở đây nó bo chỉ cực kỳ tốt rồi. Bên dưới nó có cắm nè ha. Rồi, sang vàng khoen sẽ là khoen Fuji xích nha. Đây, khoen ngạ nè. Đấy. Khoen ca các anh. Khoen xích nè. Hai cái nè. Ba cái nè, khoen xích nè. Cái này khoen Fuji xứ xám nè ha. Ở bên trên đây khoen xích nè. Xứ xám nè. Xứ xám nè. Dạ quang, đầu bu dạ quang nè.
Kèm theo đó khoen đề 3 sẽ là khoen Fuji 6, khoen lá nha, khoen lá Fuji 6. Bát gặp Fuji. Đó. Ngọn đặc ha, thuộc dạng là dạng cần cắm gốc. Đường kính ngọn là 2.2 ly, trọng lượng 287 g. Mã B14, giá cái này em bán là 270 nha, B14 270k. Rồi sang B15 là em gửi đến các anh một cây cần câu 2 khúc, thuộc dạng câu bè câu dít luôn nha, câu bè câu dít luôn. Có thể mang đi câu đơn được nha. Cây cần này câu đơn ngon, chép rô phi thoải mái, có đi kèm một túi vải ha. Rồi, chiều dài cần là 2m4, độ cứng là 30. Có tổng cộng là 2 khúc nha. Legender hàng Nhật Bản đến từ hãng Pro Marine. Khoen bát đều là khoen bát hạng. Khoen là dạng khoen đời cao ha, nhưng mà sứ là sứ hạng cho mình. Cần đã qua sử dụng nha. Đấy, bo chống nổ đầy đủ ha. Có ngọn là sợi thủy tinh. Ngọn đặt ở bên trên. Cần có độ cứng là 30, dài 2m4. Đường kính ngọn 1.4 ly, trọng lượng 192 g. Cho em mã B15. Giá là 690k, B15 690. Rồi sang B16 là cần câu lu các. Cần câu lu đến từ thương hiệu Daiwa nha. Còn ngon lành, không lỗi lầm, nguyên vẹn từ gốc tới ngọn luôn. Đây, cần câu lu Daiwa, chiều dài là 1m68, độ cứng L. Anh nào trên L lấy cây này. Tải mồi 1/16 đến 3/8 OZ, chịu tải là 2 đến 5 kg. Bản made in Taiwan xuất Nhật nha. Đây, tay cầm mút nè, phôi carbon, bát vặn Daiwa, dàn khoen là Fuji ha, Fuji sứ nâu nè, phôi carbon xoắn hết, có tem vàng nằm bên trên cả, tem vàng nó dán ở đây ha. Đó, không lỗi lầm nha, ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp, khoảng chừng là 85. Ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng 115 g. Mã B16, giá là 630, B16 630.000, gắn máy đứng. Rồi sang B17, một cây gắn máy ngang nha, có tay cò, của hãng Suzumi, thương hiệu Nhật Bản nha. Cái này thì em bán rẻ cho các anh về chơi. Cái này độ cứng là ML và chiều dài là 1m68. Có tem vàng tại đây. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này thì cái phần keo của nó để lâu năm nó lỡ ra tí cả. Này thì chích thêm keo vào là được ha. Có dàn khoen là Fuji nè, đây. Để lâu ngày thôi. Cần không lỗi đâu nha, không dập gãy. Bao dập gãy luôn. Ngọn là 2.1 ly, trọng lượng 109 g. Mã B18 nha. B17, giá bán của cái này là 350. 350k. Em sang B18 là gửi đến can một mẫu cần câu lu máy đứng của Shimano. Cái này có hộp. Bên trên thì thiếu cái nắp thôi. Anh nào muốn thì em tìm cái nắp khác em chụp cho. Cái này thì có đi kèm một cái giấy tờ ha. Giấy tờ Shimano. Kèm theo đó là một cái túi ha. Cái túi cũng chưa qua sử dụng luôn đó các anh. Đây. Rất là đẹp ha. Độ mới là cao rồi. 95-98% rồi, cái này 98% rồi. Dạng không tì vết rồi các anh. Rất đẹp ha. Đây. Nó dàn khoen Fuji hết. Đó. Sáng đẹp luôn nha các anh. Nói chung là vậy. Nó không khác gì cần mới đâu. Cái cần này Shimano Bat One XT. Và chiều dài cần là 1m68. Tải mồi 2g đến 10g. Chịu tải là 4 đến 10 lb. Thuộc bản Kodia xuất thị trường Nhật nha. Màu nước sơn là màu xanh xám. Đó, có xanh dạng xanh xám ha. Tem vàng đầy đủ luôn. Thích hợp cho các anh dùng máy đứng. Thông số của cần đâu. Đây nó tải mồi luôn nè các anh. Có thể tải mồi này nè. Mồi cá cứng nè. Mồi mềm nè. Mồi thì nè. Mồi mềm nè ha. Đó. Thông số của nó trên đây. Đây nó có thông số tải luôn. Hướng dẫn tải luôn nha. Rồi.
Thu gọn là 87 cm, trọng lượng là 65g thôi. Đường kính gọn là 1.6 ly, góc là 8.3. Cái này em bán giá là 1.150.000 nha. Cho em mã B18, 1.150.000. Em sang B19 ạ. Cần câu cắm gốc ha. Cắm gốc cái này độ cứng dài 1m6, độ cứng khoảng là 80-100 nha. Cái này ngọn này là ngọn đặc luôn, sợi thủy tinh nha các anh. Không sợ gãy luôn á, tại chỉ tốt được luôn. Cần này là một cái hàng Nhật nha. Nó đây, có cái đế gỗ này. Về mình sơn lại cho nó đẹp. Mình đánh lại. Bát quặng Fuji chữ vàng, một cái cắm gốc. Có khoen là khoen Fuji Gold nha, cái này khoen biển hết. Đó. Có bề sông bề biển đều được, cái này. Cắm gốc. Ngọn cần là 2.5, trọng lượng 344g. Giá bán là 750.000 nha. Mã B19 750k. Rồi em sang B20, mã cuối cùng ngày hôm nay nha. B20 là một mẫu cần câu tra 2 khúc ca. Cần này thì cho các anh có thể câu bạo lực được, câu sông hồ muốn bạo lực, câu bạo lực luôn, câu biển đều được nha. Cái cần này thì chuyên câu tra, chiều dài 3m15, độ cứng là XXXH ha, độ cứng rất cao ca. Tại mồi thì các anh có thể tải búng lên đến là 1,5 kg được luôn nha. Toàn quét nè, phôi carbon xoắn ít nè. Dàn khuyên cần là khuyên Fuji Titan 7 màu nha. Này, phôi nó rất là dày ca. Đó. Dài 3m12, tổng là có 2 khúc, ngọn to, đầu bu to, dễ ném xa. Bát thì bát vặn Fuji và nó có cái chống chống tuôn bát ha, chống trượt. Cái vặn ở đây ra là không có trượt đi được luôn ha. Chống tuột máy đó. Đây, đầu bu rất là đẹp ca. Fuji Titanium nè. Một dòng Fuji Titan, bu 16, ngọn to. Ngọn đường kính ngọn là 3.8 ly. Bu này là 16 nha. Đấy. Cái này thì trước thì có giá là gần 3 triệu đó các anh. Cái này thì em để giá tốt cho mình để chơi nha. Anh nào ưng thì các anh lấy giúp em. Đường kính ngọn là 3.8, trọng lượng 566g. Rồi cho em báo lại giá nha các anh. Em báo giá tốt xuống cho mình thêm nha. Hôm nay em sale cái này xuống là 1850 nha các anh. Rồi, mã B19 giá 1.850k cho cây này, cần câu tra nha. Rồi, và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ kênh nha. Anh nào khách lần đầu xem kênh em, chưa đăng ký hoặc bấm chuông thông báo, nhớ bấm giúp em ha, để đón chờ những video mới tiếp theo xảy ra. Và cần đặt hàng hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em sẽ là 03567 76692. Xin chào tạm biệt.